Rồi mình xin chào cả nhà. Sáng nay thì mình có nhận được một cuộc gọi từ một bé còn nhỏ cả nhà ha. Coi như là bé còn nhỏ có nghĩa là một đứa cháu còn học sinh, còn học lớp mấy rồi? À, một đứa bé học lớp 11 ha cả nhà mình, mà có một cái tình yêu thương cho các bé. Thì bé này con xin được về con nuôi đúng không? Dạ đúng rồi, xin về nuôi nhưng mà mới về là nó bị gì? Mới về nó bị vậy thì con không có khả năng con cứu đúng không? Dạ nuôi từ hồi đó giờ là không biết có bệnh gì. Bệnh này là không có cứu được. Bệnh này là bệnh giống như là bệnh care mà nó giật lên tới thần kinh rồi. Hồi sáng giờ là lúc mà cháu đưa cho hình cho chú á, chú đã hỏi bác sĩ rất là nhiều bác sĩ luôn. Thì bác sĩ không có bác sĩ nào nhận hết đó, bác sĩ mà bé còn nhỏ quá đề kháng không có. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa cái bệnh này là không cứu được. Đâm ra bác sĩ đều từ chối hết. Nhưng mà chú lại có một cái chỗ bác sĩ quen cái nữa, thì nghĩa là chú cũng bên bác sĩ này cũng ra cam kết với chú ha, nếu như mà may mắn thì là bác sĩ sẽ hết lòng với nó, nhưng mà may mắn thì vượt qua. Tại vì bệnh này của bé là 99 bé là chết, 100 bé là chết hết 99, bác sĩ cho mình biết là như vậy ha. Thì bây giờ là con không có khả năng cứu mà, nhưng mà con có một cái tình cảm rất là lớn, con kêu chú đúng không? Thì chú hết lòng chú sẽ giúp nó. Nếu mà may mắn thì là bé sẽ vượt qua, đúng không ha? Rồi con ẩm cả nhà mình cũng thông cảm ha, tại bé còn nhỏ, còn học sinh mới lớp 11, mà nói chung là không có tiền thì đâu mà cứu bé, nhưng mà có một cái tấm lòng yêu thương bé, nếu kêu mình hỗ trợ thì mong rằng cả nhà mình hiểu ha, thông cảm cho cháu, tại cháu còn nhỏ mới học sinh lớp 11 thôi cả nhà mình. Tay của cháu ẩm bé rồi á, thì là về phải vệ sinh sạch sẽ nha, không về cái bệnh này nó truyền nhiễm, nó lây dữ lắm nha, không nó lây qua chó khác chứ phải lây người. Nhưng nói chung là con mà tay của con mà bây giờ là con về mà con ẩm mày những bé kia là nó sẽ bệnh giống vậy, nó lây dữ lắm, lây luôn, nhớ không? Đem về hồi sáng giờ có gặp nó hửi nhau không? Nó ngủ chung luôn hả? Hai con đó nó ngủ chung luôn hả? Dạ. Rồi vậy bây giờ con về con theo dõi liền. Con về con theo dõi đó, hai bé mà nó ngủ chung á, con coi theo dõi có triệu chứng khác là con phải ẩm đi liền. Dạ. Nghe không? Mà hai bé nó lớn rồi đúng không? Dạ, cũng có sinh hai con là một con cũng giống y chang vậy luôn. Nhưng mà nó màu khác, nó cũng nhỏ y chang còn con bự thôi. À. Mắt nó gẹt không rồi cả nhà ơi, con này cái này nè, có chút xíu siêu luôn. Cái này mới đẻ mà mấy tuần mà chừng tháng không con? Con muốn biết nữa, xin với anh đó, anh nói là nó sắp được ăn rồi, khi nào nó được ăn? Cái gì nó chưa biết ăn luôn mà con xin về hả? Không, cái anh nói là nó sắp được ăn rồi, khi nào biết ăn rồi cho xin về hả anh? Chú. À, trời ơi, nói vậy là chưa biết ăn luôn? Hình như là nó chưa biết ăn đó chú. Về nhà cái con xin chung với con này nó ăn. Mà con kia biết ăn chưa? Con kia nó ăn có xíu rồi chú. Sinh chung với con này luôn hả? Mà con kia nó ăn hả? Dạ, kia nó ăn yếu lắm. Còn nói chung là nó còn no chứ. Trời ơi, sao còn nhỏ xíu rồi sao con lấy đi? Đâu, ý là con kia với anh, mấy cái anh đó nói là ở chỗ đó có chó đẻ, nếu mà được anh sinh cho hai con thì giờ anh sinh đâu. Trời ơi, giờ mẹ nó đâu, nếu vậy phải cho bú. Trời ơi, chút xíu sao con lấy đi chi? Rồi chết rồi. Trời ơi, chứ biết ăn luôn mà. Cả nhà ơi. Trời ơi, rồi đứt ruột thiệt. Nó bé này có chút xíu siêu thôi nha cả nhà mình nè, cả nhà mình thấy ha. Tại vì mình để cầm tay mình vô cái bên là cả nhà mình thấy cầm tay mình vẫn bự hơn bé. Thôi bây giờ nha. Bây giờ con cái tay của con đang có ẩm bé rồi, chú không có đụng vô. Tại vì chú đụng vô là chú đi nhiều trạm đúng không? Chú đi nhiều trạm nhiều chỗ lắm thì nó sẽ truyền nhiễm cho những bé khác tội nghiệp. Thì tay con đang cầm nó rồi, con bỏ vô cái lỗ cho chú luôn, chú sẽ chở đi. Trời ơi, nhỏ xíu à, nó chưa biết ăn luôn mà. Đó rồi. Đó là cái gì anh? Con cho con dịnh đi chú này. Mình có biết chứ, không biết cho gì nữa mà bé này nó xin về nuôi mà nó bị bệnh vậy rồi nó cứu không được, nó kêu mình. Rồi như vậy hả cả nhà ha, để mình hết lòng với bé, mình sẽ gửi bác sĩ cứu bé coi như thế nào cả nhà. Bé bị rất nặng mà đã vậy còn chưa biết ăn nữa, trời ơi. Này giống vậy trời ơi.
nó giống cà rê, thì cà rê đó mới kêu bé đừng đụng tay vô đó. Nhưng mà rồi con nhớ nói với con với bạn con là mai chiều không được sinh mấy bé còn nhỏ vậy nha không? 2 tháng tuổi rồi, rồi nói chung là 2 tháng tuổi trở lên bé biết ăn mạnh khỏe rồi mới được tách mẹ. Vậy là sao ơi, mạo hiểm quá. Thì mình cũng nói cả nhà mình cũng đừng có tách cháu nha. Cháu nó còn nhỏ, nó không biết, với lại còn học sinh á, thì không có tiền nữa mà sinh về tưởng là bình thường mà bé phát bệnh thì không có thể nào cứu được, thì gọi điện coi cho mình. Thôi vậy thì giờ mình đang bé đi cứu nha cả nhà mình. Rồi mình xin chào cả nhà mình. Hôm nay mình trở lại thăm bé mới cứu cách đây 3 ngày cả nhà ha. Thì bé này mình cứu, mình đem về mình gửi vô trong phòng khám của bác sĩ Trung, là cái phòng khám mà thường là chăm sóc các bé nhà mình. Nhưng mà đúng ra thì không nhận đâu cả nhà ha, tại vì bé bệnh này là không nhận. Nhưng mà mình cũng năn nỉ với bác sĩ Trung là ráng nhận đi, ví dụ như bé không qua khỏi thì thôi, còn ấy mà bé tận tình với bé đó, bé qua khỏi được thì là may mắn cho bé. Mình năn nỉ bác sĩ Trung đã nhận, thì cách đây 3 ngày thì bây giờ mình tới thì bác sĩ cho biết là bệnh tình của bé tạm ổn, khỏe, nhưng mà giật là giật phải vẫn còn rồi. Bé biết bú biết đòi, để cho cả nhà mình xem. Thật ra quay phim cả nhà thấy vậy chứ bé chút xíu và nhỏ hơn cầm tay mình đó nè. Rồi mắt mũi rồi, nói chung là được bác sĩ chăm sóc thì cũng cả nhà mình cũng thấy sạch sẽ, yên tâm ha. Nhưng mà giật là bác sĩ nói là nó phải giật rồi đó, nó không có hết giật được đâu. À, biết đòi bú, biết ăn, đi ị đồ được là phân khô. Cái nhà mình thấy mình đeo tay, cả nhà mình thông cảm ha, tại vì về không phải là mình gớm cái gì đâu nha cả nhà, không phải mình sợ gì hết á. Bé rất là nhà, cả nhà mình thấy rất là dễ thương tội nghiệp, mà mình sợ về lây mấy bé nhà mình á, mình đeo tay thôi. Này nữa là 3 ngày mình đến mình thăm, lấy cho các bé kia, giờ bé Long Hải của mình đâm ra buộc lòng mình phải gửi đây. Đúng ra đây cũng không nhận luôn, nhưng mà bé nhỏ quá dễ thương tội nghiệp, đáng thương quá, thì bác sĩ Trung đã nhận chăm sóc giùm mình, rồi cho bé bú. Bé chưa biết ăn luôn cả nhà ha. Thì mình cũng nói ha, bé này là bé thật sự ra là bé có chủ chứ không phải là không có chủ. Nhưng mà chủ của bé là học sinh, còn học sinh, còn quá nhỏ, bé chưa có nhận định được là còn bé lớn, mấy bé lớn gì mà xin bé về nuôi rồi bé mới phát bệnh. Thì đâm ra là bé này là bé có chủ ha cả nhà ha, nhưng mà bé nhỏ, bé chủ của bé thì còn đi học, còn nhỏ tuổi, không có tiền chăm sóc thì mình vẫn cứu, chứ không có mình cứu giùm cho em bé đó, học sinh đó, chứ không phải là nói thôi là có chủ là không cứu. Mình nói thiệt cả nhà là bé này là bé có chủ, rất là tội, rất là dễ thương. Rồi tạm thời mình gửi bé đây cho bác sĩ chăm sóc cả nhà ha. Thì bệnh này thì cả nhà mình biết rồi, tỷ lệ vượt qua rất là thấp. Bé bị cà rê đó cả nhà mình, bị cà rê á. Nhưng mà hôm nay đỡ nhiều hả Trung? Nhiều á. Đỡ nhiều rồi cả nhà ha. Cà rê như hôm nay là ngày thứ 3 bé cũng đỡ nhiều. Bác sĩ Trung nó cũng nói là tỷ lệ vượt qua thấp lắm nha cả nhà mình. Ráng đi đi con. Ráng. Đi. Con ơi. Nó tỉnh lại nửa kg sáu lại bởi vậy. Dễ thương ghê, ráng đi con, ráng đi, vượt qua làm mình có thành tích luôn, thấy không? Ráng đi con, vượt qua tất cả. Nó dặn động quá mà.
quá, nọ quá, mắc bệnh vậy chết. Giờ vô đi thăm, để ba đi thăm bé Long Hải nha không? Ở đây nha không? Ở đây với bác sĩ nha Trung nha không con? Bệnh này giờ sao nhiều dữ vậy ta? Ừ. Với lại nó nhỏ quá chưa được chích ngừa đúng rồi. Chưa biết ăn nữa mà. Vậy mà đè sinh về thiệt chứ đúng mấy đứa bé. Rồi cả nhà, hôm nay mình cho bé Long Hải mình tới thú y Kim Sơn cả nhà. Đây cả nhà mình thấy ha. Mình quyết định cho bé Long Hải nhập viện vô thú y Kim Sơn này, đổi chỗ thử ba cả nhà ơi, để cho hy vọng là bé Long Hải mình sẽ gặp bác sĩ giỏi nha cả nhà ha. Đó, cả nhà mình thấy ha, giờ mình sẽ bước vô trong nha. Bây giờ như này đang tiến hành kiểm tra xét nghiệm bé có ca rê rồi, nói chung là bệnh truyền nhiễm không, bắt đầu mới nhận bệnh lưu chuồng cả nhà ha. Thì bước đầu kiểm tra hết đâu đó đàng hoàng hết mới lưu chuồng lại cho bé. Chứ lại nguyên tắc của bệnh viện thì không được quay phim, cả nhà mình thông cảm ha. Mình chỉ ghi hình lại khúc nào mà cái như là không thấy mặt bác sĩ và cũng không thấy cái khúc nào cho phép á, thì mình sẽ ghi hình lại cho cả nhà mình xem. Còn khúc nào mà không có được cho phép thì mong cả nhà mình thông cảm ha, tôn trọng cái nguyên tắc của bệnh viện ha cả nhà ha. Thì chỗ này cả nhà mình cũng biết ha, mình cũng xuống được mấy lần. Giờ là tiến hành xét nghiệm coi bé có bị ca rê thì ca rê với gì bao rồi, nếu mà không có là mới lưu chuồng và điều trị, tiếp tục điều trị cái chân cho bé cả nhà ha. Rồi hôm nay mình đã đến đây với mình thăm bé Long Hải. Rồi mình theo lời cả nhà mình á, là nói là vừa rồi Xuân Quỳnh sẽ quay bé này lên là chủ không đón. Thì mình có hỏi rồi ha, mà chủ nói là chủ có liên lạc rồi là chủ đón. Rồi bây giờ mình cũng xin nói cả nhà mình sẽ dặn ở đây, nếu như mà chủ không đón, tiền viện phí bao nhiêu của bé mình xin gửi lại, và mình sẽ đón bé về cho một mạnh thường quân trong kênh của mình, là muốn lãnh bé. Thì nhưng mà chủ đã liên lạc rồi, còn nếu mà chủ không liên lạc thì để mình hỏi lại là bao nhiêu tiền của tiền viện của bé mình xin gửi, rồi mình lãnh bé về đưa về trại, đưa về trạm tính mập theo lời yêu cầu của một kháng mạnh thường quân trong kênh mình ha cả nhà ha. Được mẹ nuôi bên Mỹ bảo lãnh. Chủ đã liên lạc rồi, còn không thì mình sẽ đón về, bé sẽ có mẹ nuôi ở Mỹ. Rồi cả nhà mình cũng thấy bé Long Hải mình hôm nay sức khỏe tốt hết cả nhà, vết thương đã tiến triển tốt, rất là khô lành. Để mình cho lưu chuồng thêm nữa, chuyện nào bé hết hẳn rồi mình hãy đón bé về nha cả nhà mình. Rồi vậy mình cũng xin khép tiếp lại cả nhà ơi. Cuối clip thì xin chúc cả nhà mình được nhiều sức khỏe nha. Chào tạm biệt cả nhà mình, hẹn cả nhà mình trong clip tiếp theo ha. Bye bye cả nhà.